lốc xoáy làm sập, tốc mái 7 căn nhà tại Bến Tre. Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bến Tre chiều ngày 14 tháng 9 cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra hai trận lốc xoáy làm thiệt hại nhiều tài sản và nhà cửa của người dân. Theo thông tin ban đầu, 15 giờ ngày 14 tháng 9, tại ấp Thừa Tiên, xã Thừa Đức, huyện Bình Đại xuất hiện cơn lốc xoáy làm sập, tốc mái 7 căn nhà. Trong đó, sập hoàn toàn hai căn nhà của ông Nguyễn Văn Nhỏ và bà Nguyễn Thúy Kiều, 5 căn nhà của các hộ dân gần đó cũng bị tốc mái. Ngoài ra, lốc xoáy còn làm chìm chiếc ghe của ông Phan Trúc Mai đang cào sò giống trên đường vào bờ, nhiều tài sản, hoa màu của người dân cũng bị thiệt hại. Theo thống kê ban đầu, ước thiệt hại khoảng 300 triệu đồng. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Thừa Đức phối hợp chính quyền địa phương cùng người dân khắc phục sự cố, dọn dẹp nhà cửa và hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống. Trước đó, chiều ngày 13 tháng 9, tại phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, mưa kèm theo dông, lốc đã làm tốc mái 3 căn nhà của 3 hộ dân và làm đường dây điện bị đứt, tổng thiệt hại khoảng 80 triệu đồng. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã khắc phục sự cố điện và giúp dân sửa lại nhà bị thiệt hại.